xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Crystal Gamer. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái vlog về cái đám cưới của mình ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 6 năm 2019 nhé các bạn. Đây là cái bàn lễ tân đó các bạn, được trang trí bằng một màu vàng và bằng vàng luôn, nhưng bằng vàng giả, tại vì vàng thiệt thì mình không đủ tiền mua. Còn đây là bà nội của mình nè các bạn. Bà nội của mình cũng còn rất là khỏe, mặc dù đã 80 mấy tuổi rồi nhưng mà tính cách của bà nội cũng rất là hài hước, rất là vui tính, cho nên là có lẽ chính xác là mặn là do di truyền. Vâng, người đàn ông đã trở thành meme trên mặt bao đó chính là cha của mình. À, đứng kế bên cha đó là chị Thư. Chị là con của cô ba. Cô ba là chị của cha mình. Bên kế bên vợ mình là vợ chồng của chị Ngân, cũng là con của cô ba luôn. Còn đây là bố của vợ mình. À, kế bên là mẹ của vợ mình. Còn đứng kế bên mình á là bà ngoại của vợ mình. Các bạn có thấy là mẹ cô dâu cũng đẹp y như là cô dâu không? À, còn bố của Quỳnh Anh á thì rất là hiền. Mà bà ngoại của Quỳnh Anh á thì lần đầu tiên mình mới về quê thôi, bà mới gặp mình lần đầu tiên thôi mà bà đã chăm mình như là con cháu trong nhà rồi, vậy đã lắm. Giống như là duyên tiền định rồi các bạn, là cưới chắc. Còn đây là nghệ sĩ Xuân Tiến. Nghệ sĩ Xuân Tiến hết sức là thích chơi với con nít bởi vì đồng trang lứa. Còn đây là người bạn thân chí cốt của mình, Hiếu Béo, đã đi cùng với vợ của anh ta bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để mà đi đám cưới của mình. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì ngày xưa mình đã đi đám cưới của Hiếu với vợ rồi, và bây giờ hai vợ chồng phải bay vô đi bù lại chứ, đúng không nào? Nếu mà Hiếu không đi thì mình sẽ bay hẳn ra Hà Nội, cầm cây đánh vào đít Hiếu và nói "Who's your daddy?" Vâng, còn đây là ba thanh niên không biết đang bàn về chuyện gì, có lẽ như là đang chém gió về Gata 5 thì phải. Vâng, còn đây là hai nghệ sĩ đến từ phim cấp 3, Gino Tông và Thành Khôn. Phim cấp 3 này là phim ở học đường chứ không phải là phim trên giường. Vâng, từ phía xa xa chúng tôi đã thấy được thanh niên Hà Izio. Hà Izio là một thành viên trong Chris Devil Gamer Studio. Thanh niên này coi lù đù vậy thôi nha các bạn, vậy mà ở cái parody đầu tiên của mình, parody Chuyện Tình Tôi đó, cua luôn cô gái này. Cô gái này là một diễn viên trong parody đó, đi quay xong rồi hốt con người ta luôn, thấy ghê không? Vâng, và đây là người chị yêu dấu của mình, chị Nam Thư, đi cùng với chị ấy là một người đàn ông, nhưng không phải là đàn ông, thật sự là bóng kính đó các bạn, anh bơm bóng kính. Tiếp theo là anh Pi Pi cùng với người gì. Dữ quá thôi, tập vô lệ tuần đó. Anh View, anh Độ, anh Xe Me, mọi người ai cũng thả tim hết trừ anh Độ. Tới lúc mà người ta like thì anh Độ vẫn thả tim các bạn. Một pha xử lý khá hối hiệu đến từ Độ Missy. Bên của mình trang trí hấp dẫn tới nỗi là hấp dẫn được những cô dâu của những đám cưới khác luôn các bạn, qua đây chụp hình luôn. Vâng, và sau đây là sự xuất hiện của bà Năm Bóng. Bà không còn bóng nữa, bà đi đám cưới của tôi thì bà lại rất thẳng bà ạ. Đứng kế bên vợ mình đó chính là ba vị đạo diễn Nicole, Lúc Nguyễn và Nguyễn Khoa. Còn đứng kế bên bà Năm Bóng đó chính là anh nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ. Còn đứng kế bên anh Nguyễn Đình Vũ đó chính là anh Minh Vũ Lê. Anh Minh Vũ Lê là anh mê Vũ Linh lắm nha. Vâng, và bây giờ là sự xuất hiện của anh Johnny. Và tiếp theo là anh Châu Đăng Khoa. Nè nè nè, các bạn để ý nha, anh Châu Đăng Khoa đang bận một chiếc quần da. Và tiếp theo đó là bà em song sanh của mình, đó là bà Cây Trần. Và Cây Trần hôm nay cũng bận một chiếc quần da. Quần da đôi cùng với anh Châu Đăng Khoa chăng? Tiếp theo đó là sự xuất hiện bất thình lình của nữ diễn viên Ngọc Hoa và con bồ cũ của mình Quang Trung. Trời ơi. Rồi. Vâng, tiếp theo đó là sự xuất hiện của Miss Thi các bạn à. Không hiểu vì sao cô ấy không vào chụp hình mà cô ấy bị lắc. Cô ấy bị lắc, cô ấy đứng ngoài phỏng vấn các bạn. Không hiểu luôn, ở đây làm đám cưới đâu phải họp báo đâu em. Những cái lời mà nó vui vẻ mà nó tử tế chứ. Nhưng mà thôi, các anh chị đó là Chris Devil Gamer cưới nước bay rồi anh thì sẽ có một cái tin. Ok. Còn đây là hội đá bóng dê đá cầu nhảy dây bắn bi chống tìm. Ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em không dám đâu. Phan Văn Đức.
và anh Đỗ Kim Phúc. Và đây là chú Jenny và Max đến từ Oops Gang. Tiếp theo là bà bạn Minh Dư. Đó, ai cũng chụp hình ngang hết, cái mình bả chụp hình thẳng bởi vì nó bỏ hai cái khung đen hay gớm không? Đã vậy còn mặc đồ đôi với lại chú rể nữa, tính làm cô dâu hay gì? Vâng, và những thành viên trong team Pháp TV cũng đã xuất hiện cùng với team bánh bao bự của mình ngày xưa. Ngày xưa ai mà coi mình đóng phim bên bánh bao bự thì chắc cũng biết những bạn này. Vâng, và đây là thằng bạn thân chí cốt của mình cùng với phu nhân của nó đó. Xuất sắc không? Tưởng năm cưới hại nó không á? Ghê thiệt chứ, hai đứa này. Dạ, cái này là nhắc nhở nhẹ nha, ai đang coi thì nhớ like. Chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào, chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương. Tôi rung quá, tôi hạnh phúc lắm, tôi sẽ chia sẻ cái hạnh phúc của tôi, cái niềm vui của tôi đến tất cả các bạn. Lời đầu tôi cũng nói cha cảm ơn em con,
đây là nước mắt cười chứ không phải mắt tôi buồn nha các bạn. Thả tôi đi, thả tôi đi. Cảm ơn anh chị Xuân tôi, cảm ơn anh Xuân tôi nhiều lắm. Cảm ơn tất cả các bạn trong căn phòng và tất cả các bạn có mặt đêm nay. Cảm ơn rất nhiều, xin hân. Xin được cảm ơn cô chú rể. Và kính thưa quý vị, trong ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay thì chắc chắn chú rể sẽ có rất là nhiều điều muốn chia sẻ đến quý vị. Và ngay giờ xin được mời chú rể. Alo. Alo, mời cô ôm. Dạ, em biết là có anh Quang không ngủ được không? Tại vì anh suy nghĩ là dân số của Việt Nam mình là 95 triệu người. À không, dân số của Việt Nam mình là 95 triệu người. Mà anh tìm được một người giống như em thì anh phải nói là kỳ cục. Và nếu như mà có kiếp sau thì chắc anh phải hối lộ với ông trời là cho anh được tìm thêm một lần nữa. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của chú rể. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng kính dâng lên bố mẹ hai trong gia đình những ly rượu mừng để thay chị lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Xin mời chị. Và giờ đây xin mời quý vị hãy cùng nâng ly thật cao để chúc mừng cho niềm hạnh phúc của hai gia đình. Và có lẽ cho quý vị của chúng ta được bắt đầu. Nào xin mời quý vị. Và người đã nhận được bó hoa đó chính là Hà Ezio, chàng khờ của chúng ta. Chúc mừng anh chàng. Hy vọng là anh sẽ cưới sớm nha anh.